Lễ hội lần này đã thu hút các nghệ nhân, đầu bếp, các nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, các đầu bếp chuyên nghiệp và nghệ nhân ẩm thực trên khắp cả nước hội tụ. Trong 3 ngày lễ hội, các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp sẽ trình diễn, chế biến cũng như trưng bày hàng trăm món chay từ mọi miền Tổ quốc. Thông qua hoạt động lễ hội, nghệ thuật ẩm thực chay Tây Ninh sẽ không chỉ là một nét văn hóa độc đáo của riêng Tây Ninh, mà sẽ là một đại sứ góp phần quảng bá nét đẹp, văn hóa, con người Tây Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội sẽ còn diễn ra đến hết ngày mai, ngày 19 tháng 2.